tạm Bồ Tát Bộ Nguyện, quyển chung danh hiệu của địa ngục. Phổ Hiền hỏi, lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, xin ngài vì trời đồng Bát Bộ và những chúng sanh ở đời sau mà nói danh hiệu của địa ngục cùng chỗ thọ, là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tổ khổ ở cõi Ta Bà cùng chư Phù Đề này, và nói những sự quả báo không là để làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng, nay tôi nương oai thần của Đức Phật và ai lực của ngài mà nói danh hiệu của địa ngục cùng tội báo và ác báo, danh hiệu của địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, ở phương đông dãy cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Phi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trăng mặt trời, trong đó có địa ngục tên lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hạ Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sản, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Tọa Vũ, lại có địa ngục tên là Căn Thiệt, lại có địa ngục tên là Thiên Cước, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Đạm Nhã, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Trán Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Hù, lại có địa ngục tên là Đa Sơn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, trong những núi Thiết Huy có những địa ngục như thế số nhiều vô kể, lại có địa ngục Kiều Án, địa ngục Bạch Thiệt, địa ngục Phận Niếu, địa ngục Đồng Tả, địa ngục Hạ Tượng, địa ngục Hạ Cẩu, địa ngục Hạ Mã, địa ngục Hạ Ngưu, địa ngục Hạ Lương, địa ngục Hạ Ưng, địa ngục Hạ Sơn, địa ngục Hạ Thạc, địa ngục Hạ Sàng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Báp Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cứu, địa ngục Hạ Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Đạo Thất, địa ngục Hạ Lan. Những địa ngục như thế, trong mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, học 1, học 2, học 3, học 4, nhận đến 100.000 ngục nhỏ danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Đó đều là do tội nghiệp của chúng sanh mà cảm vừa ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu rừng bị cả, có thể ngăn cả điều đạo thán. Vì thế chúng sanh chưa có khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, do đến mãi muốn cũng phải chịu lấy. Chỉ thân như cha với con cũng đều phải theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dấu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nhờ ai thần của Đức Phật mà nói được về tội báo nơi địa ngục, trong mong như dạ tạm nghe lời nói đó. Ngài Phụ Hiền Bồ Tát đáp rằng, dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo rồi, nhưng nay tôi muốn nhân dạ nói ra để làm cho chúng sanh mà phép trong đời sau này biết rõ những quả báo đó mà quy hướng về giáo pháp của Đức Phật. Tội báo nơi địa ngục, những Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, những tội báo nơi địa ngục, danh hiệu của tội báo nơi địa ngục như dưới đây: hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra rồi cài bừa lên trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ dạ xa an, hoặc có địa ngục đốt cổ đồng chế đạo rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục dùng và sầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục toàn cỡ tàn băng giã, hoặc có địa ngục từng vượt lợn lớn bay tới tấp vào người tội, hoặc có địa ngục lao gai trung sát, hoặc có địa ngục tâm nhiều giáo lựa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đắp đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cá, hoặc có địa ngục xua đuổi cho sát, hoặc có địa ngục đóng ác lửa sát, hoặc có địa ngục những địa ngục như thế, trong mỗi ngục lại có hàng trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình tội nhân, đều là đồng, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều là do hạn nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vừa ra. Nếu tôi thật rõ tội báo nơi địa ngục, thời trong mỗi ngục còn có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình người tội, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương oai thần của Đức Phật là vì nhân giả mà tạm nói lời như thế, nếu nói rõ ra thật cả cùng kiếp nó cũng không hết. Như Lai tán thán: Phật phóng quan giảm ở bấy giờ khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn so khắp trăm nghìn muôn ức hàng ngày sau cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang lên tiếng lớn ở khắp cõi nước của chư Phật rằng: Này tất cả hàng đại Bồ Tát, trời rồng, quỷ thần lắng nghe, hôm nay ta tuyên bài ngợi khen những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong thế giới mười phương, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tội của chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thờ hàng Bồ Tát đại sĩ, các ông cùng với trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, để làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều thoát tất cả mọi sự khổ mà chứng cận an vui niết bàn. Phổ Quảng đưa thỉnh: Bấy giờ trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu tên là Phổ Quảng, từ ra chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe Đức Như Lai ngợi khen tuyên bài ai thần thế lúc không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, kính mong Đức Như Lai lại vì chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà
Nói nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời cùng người, làm cho hàng trời rồng và những chúng sanh sau này, nên ngài kính vâng lời của Đức Phật. Đức Phật bảo ngài Phụ Quảng Bồ Tát cùng với từ chúng rằng: lắng nghe, lắng nghe, nay ta sẽ vì các ông mà nói những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời cùng người. Ngài Phụ Quảng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin tham muốn nghe Phật dạy lợi sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phụ Quảng Bồ Tát rằng: trong đời sau, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là chiêm ngưỡng, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, hoặc là ngợi khen, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Như có kẻ thiện nam hoặc người thiện nữ nào có thể hạ vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đa Lợi 100 lần, không còn bị đọa vào ác đạo nữa. Ví dụ ngày kia phước trời hết sanh xuống nhân gian, vẫn coi làm vị quốc vua, không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân nữ, hết lòng cúng dường hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi những hình vẽ được đúc bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt, ngày ngày thường đem hương hoa, y phục, đồ ăn uống, vật báu, tràng khang, gấm lụa, tiền bạc, vân vân, cũng dường như thế mãi không thôi. Người hiện nữ đó sau khi mãi thân nữ ở hiện đời trong trăm nghìn muôn đời về sau, còn không sang vào cõi nước của có người nữ, huống chi là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện thọ thân gái để cứu độ chúng sanh luôn. Nơi phước cúng dường và sức công đức đó, nên trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn họ thân người nữ lại nữa. Thân xấu xí, như có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, nên đối chức tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trí tâm cung kính đảnh lễ, chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó sau khi mãn bác thân nữ ở hiện được trong nghìn vạn kiếp họ sanh, thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật, nếu không nhàm chán thân gái, thường sang vào con gái nhà vua cho đến làm vương phi, con gái các hàng quan lớn, cùng con gái của các hàng trưởng giả, thân hình tướng mạo đoan trang xinh đẹp, so với có lòng trí ham chiêm ngưỡng ngài Địa Tạng Bồ Tát mà nặng vua lần như thế, quỷ thần hộ vệ lại về nữ này Phụ Quảng Bồ Tát. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào có thể đối trước hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chỗ các thứ thơ ca, ngâm ca, kỹ nhạc, ngâm ca, ngợi khen tốt, dùng hương hoa cúng dường, khuyên hóa được một người hay nhiều người, những hạng người như thế ở trong đời hiện tại cùng vị lai, được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm thường theo hộ vệ, có không cho bất kỳ người hung dữ nào đến người ta, huống chi là cho người đó phải chịu thân che mắc tội lại về nỗi nào Phụ Quảng Bồ Tát. Trong đời sau, như có người ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quỷ cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ cung kính ngợi khen mà vọng sang khuyên chê, là không có lợi ích, cũng không có công đức, hoặc nhanh ra cửa, hoặc chê sau lưng, hay chê sức mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê, cho đến nhiều cùng chê, hoặc sang lòng chê ba chừng trong khoảng một niệm. Những người đó sau khi một nghìn lúc vào trong hiện kiếp nhập diệt cả vì tội báo khuyên chê, nên còn bị đại vào địa ngục đã thì chịu rất nhiều sự khổ sở, qua khỏi hiện kiếp này mới được thọ thân ngã quỷ, mãi đến nghìn một kiếp xong mới được họ thân xuất sanh, rồi mãi đến một nghìn kiếp nữa mới được đặt sanh làm người, rồi làm người nhưng ở hàng tàn tật, cầm ngọng, tật nguyền, thiếu xuất, hoặc bị các nghiệp làm buộc vào nơi thân, không bao lâu nữa lại bị đã vào ác đạo. Này Phụ Quảng, khiên chê người khác cũng xưa mà có mắc phải tội ác xúc khổ như thế, huống chi là sanh ác kiếm mà khiên chê phái diệt tiêu tội chướng lại về nữa. Này Phụ Quảng, trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau ốm nằm đều mãi trên giường gối, cuộc sống này muốn chết cũng đều không được, trong trước thiên ba thường mơ thấy các hàng quỷ thần nhận đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc trên nằm chiêm ba thấy bị bóng đè, hoặc đi trên đường nguy hiểm, hoặc với quỷ thần cùng đi chạy qua nhiều năm nhiều tháng, đến nỗi hàng bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ thường phải kêu đéo sâu thê thảm sầu khổ. Đó là do nơi nghiệp đạo lận đối chưa quyết định, là khinh hay trọng, hoặc là khó chéo, hoặc là khó lan, mất phần tục của kẻ nam người nữ không thể biết rõ được. Điều đó chỉ có thể đối trước tượng chư Phật Bồ Tát to tiếng mà tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật mà người bình thường vô tiết như nhà cửa, ruộng vườn, vật báu, vân vân, đối trước người bệnh mà lớn tiếng sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này, đối trước người nay vì người bệnh này, nay vì người
đợt này đối trước kinh tượng, hoặc đem những cổ vật này hoặc đem cúng dường kinh tượng, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sáng niệm giới pháp cúng, hoặc cúng vào bộ thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần cho người bệnh nghe biết. Giả sử thần thức của người bệnh đó đã phân tán tới hơi và lẫn suốt hơn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bát như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Tội nghiệp của người đó thì là hãy được tiêu sạch. Họ sang vào đâu cũng đều nhớ biết về việc đối trước. Huống gì là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên kép kinh này, hoặc bạn người khác biên chép kinh này, hoặc hạ vẽ hình tượng của ngài để tạo Bồ Tát, hoặc bảo người khác vẽ đắp hình tượng của ngài để tạo Bồ Tát, người đó khi học cả bảo chắc tặng nhiều lợi lớn. Người phục bạn vì thế nên nếu ông thấy ai đọc tụng kinh này, hoặc có lòng kính với kinh, hoặc chỉ trong một điểm khen ngợi kinh này, thời ông nên dùng 100.000 phương tự quyền hóa người đó sinh ra phát lòng thời khắc, thời sẽ được 100.000 mũ ức công đức không thể nghĩ bè ở đời hiện tại cùng vị lai. Tiên vong được phước lại về nữa, này phụ quả Bồ Tát trong đời sau như có chúng sanh là trong giấc chim 30 thấy các hạt vị thần nhận được các hình thù đã lùng vừa, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc lồ lĩ, hoặc hãi hùng, hoặc than thở, hoặc sợ sệt, đó đều là cha mẹ con em vợ chồng quý thuộc ở trong một đời 200.000, một đời 10 đời, 200.000 đời về của quá khứ bị đại lạc và ác đã chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào mới có thể cứu vớt nên mới mắc về người có tướng quốc nhiều trong đời chưa hầu mong là phương tiện gì để cứu vớt người đó trong này. Phổ quả ông nên dùng thần lực của ông khiến cho hàng quyến thuộc đó đối trước tượng chư Phật, chư Bồ Tát mà trí tâm tự đọc kinh này, hoặc bảo người khác đọc kinh này đủ số 3 biến đến 7 biến, sau khi tiếng tụng kinh đủ số đến số mấy biến đó xong, thời người chết đó sẽ được giải thoát cho đến trong mộ không còn thấy hiện về nữa. Người gọi nô lệ lại về nỗi này, phụ quả Bồ Tát trong đời sau như có tớ trai tớ gái hạng hạ tiện nhận những kẻ không quyền được tự do, rõ biết là tội nghiệp đời trước cần phải sám hối đó. Người đó thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên trí tâm quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ số một buôn biến. Sau khi những người ấy thật mãi báo thân hạ tiện ở hiện đời trong 100.000 đời về sau thường sang vào bậc tôn quý, không còn bị đại và ép đạo nữa. Sang con nhịn nuôi lại về nữa, này phụ quả Bồ Tát trong đời sau nơi có yên phù đề trong hàng sát đế lợi, hàng bài la mua, hàng trưởng giả, dân cư sĩ, dân tộc, tất cả các dòng họ khác, như có người nào sắp sanh đẻ hoặc là con trai hoặc con gái có thể sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bài này, lại có thể vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ số một vô biến. Được như thế rồi đứa trẻ mới sanh ra đó, rồi đời trước nó có gây lấy tội vậy chi cũng đều được thoát khỏi hạn, nó lại được thêm an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại được thêm phút sống lâu. Còn nếu như đó là đúng nơi nơi phước lục thọ san thời đời, nó càng an vui hơn, lại càng được sống lâu hơn. Ngày thập trai tụng kinh được phước lại về nỗi niệm phục quản trong mỗi tháng, những ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 10 ngày trên đây là các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động điệu chúng san không chỉ là không tội lỗi, huống gì là những kẻ buôn lung giết hại tàn dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Trong 10 ngày trai trên đây, như có chúng san nào có thể đối trước tượng chư Phật Bồ Tát thánh hiền mà đọc tụng kinh nào một biến ở chung quanh chỗ người đó, ở trong bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 giao tuần, không xảy ra bất cứ việc tai nạn nào cả. Còn chính như ngôi nhà của người đó ở, tất cả mọi người cho đến già hoặc trẻ trong 100.000 năm xa khỏi hạng các ác đạo. Nếu như trong 10 ngày trên đây mỗi ngày có thể tụng một biến kinh này, thời làm cho người trong nhà không mắc vậy bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Ngài phụ bạn vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát có 100.000 mua ức bất khả thuyết sự lợi ích nhiều cho chúng sanh. Như thế các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu
Lưu truyền tuyên bố rộng ra ngài phụ quản Bồ Tát Bạch Cùng Đức phải làm bạn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát của chúng con đều có thể nương an thần của Đức Phật mà tuyên lưu cơn này rộng ra ở cõi Diêm Phù để làm nương ức cho chúng sanh. Ngài phụ quản Bạch Phật xong rồi cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Sơn hiểu trong 10 mì chay trên đây như có chúng sanh này có thể, mỗi ngày có thể tụ một miếng cơm này thôi làm cho người trong nhà có mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc sư giật. Ngài Phụ Quản Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có trong người mỗi sự lợi ích không thể nghĩ bàn, nhiều lợi ích lớn cho chúng sanh như thế. Chúng sanh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này có nhiều duyên lớn với ngài Địa Tạng đại sĩ. Những chúng sanh đó thấy hình của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng như có thể nghe đến ba chữ hoặc chừng năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ, một câu kinh. Thời người đó ở trong đời hiện tại hưởng được những sự an vui lạ thường trong trăm nghìn đời vị lai, trong trăm nghìn đời vị lai thường hát xăng vào bậc tôn quý thân hình xinh đẹp. Dân hiệu của kinh, lúc Đức Phật nói lời này xong, lúc Đức Phật ngợi khen tên bài ngài Địa Tạng Bồ Tát xong, ngài Phụ Quản Bồ Tát quỳ gối chắp tay mà bảo cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dầu từ lâu con đã rõ biết vị đại Bồ Tát này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ về như thế rồi, nhưng nay con muốn Đức Phật nói ra để làm cho chúng sanh trong đời sau này biết rõ những lợi ích đó. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và nguyện cho con lưu vốn như thế nào? Đức Phật bảo với ngài Phụ Quản Bồ Tát rằng: Kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Hiện Lực Kinh, đây là kinh thứ ba, vì từ thổ kiếp lâu xa về trước này Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện rộng lớn là lợi ích cho chúng sanh, vì thế các ông phải theo đúng tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phụ Quản Bồ Tát liền chịu ngài chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Kẻ còn người mất đều được lợi, một phần tu hành đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát bạc cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở cõi Diêm Phù để sanh lập tâm động niệm không chi là chẳng phải tội lỗi. Nếu gặp phần về phát sự lời lại phần nhiều phối thất tâm tốt ban đầu, còn khi gặp nhân sự bạn ác chẳng là lại lần lần thêm lớn. Những kẻ đó như mang đã đi trên bùn lầy, càng nặng thêm lần càng cố đốn thêm lần chân đạp đúng lúc sâu. Nếu gặp hạn hiện tri thức, đội dùng đá bớt cho hoặc đội dùng bớt cả, vì hạn hiện tri thức có sức khỏe rất mạnh, lại khuyên người đó, lại khuyên người đó chịu đỡ người đó, khuyên người đó gắng mạnh chân lên. Sau khi ra khỏi con đường bùn lầy đến nơi đường tốt rồi, thời nên suy xét đến con đường hiểm xấu đó, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quên theo thói ác bắt đầu từ mạnh núi lần đến nhiều vô lượng. Nếu khi những chúng sanh đó sau khi mạnh chân mà hàng thân quên, có là một phút lành để giúp thân tình đối cho người đó, hoặc chia phan lãng thức dòng giờ, hoặc chuyện đọc tôn kinh, hoặc nhân danh hiệu Đức Phật Bồ Tát cũng biết chi Phật và làm cho một chân một hiệu thấu rõ vào lỗ tai của người đó, hoặc ở nơi thốc của người mạng chung nghe biết, rồi cứ theo nghĩa của người đó đã gây tạo suy tính đến cõi ba đa lễ phải bị đạp vào ác đạo, đạo chạy đến xúc thức không thể nào ra khỏi. Nhưng bởi lúc lâm chung vì hàng thân quý vì đó mà tu tại nhân viên thánh đạo, nên tất cả những ác của người đó thải đều tiêu sạch. Nếu trong 49 ngày có thể vì người đó mà làm việc phước lành, thời có thể làm cho người đó được giải thoát sai lên có chơi cọ người hưởng sự vui sướng, thì dựa mà người thân quý nhân có cũng được nhiều lợi ích. Bởi vì cớ trên đây nên con cứ chúc Đức Phật Thế Tôn mà có lâu khuyên bảo với chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề rằng Đức Phật Thế, bởi vì cớ trên đấy nên nay con đối chúc Đức Phật Thế Tôn cùng tám bộ chúng trời rồi mà có khuyên bảo với chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề rằng ngày lâm chung của kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có siết hại, cũng đừng có gây tế nghiệp duyên, chẳng hạn cũng đừng có tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc siết hại cho đến tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái đó chẳng có lại muốn lợi ích chi cho người chết, gọi chỉ có thể kết thêm tội duyên của người đó là càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử như người chết đó ở trong đời trước hoặc
trong đời vừa rồi đã chứng đạo phần thắng quả sự sang của cõi trời cõi người, nhưng bị lướt nằm trong vì hàn thân cuốn vây tại những nghiệp duyên chẳng làn, nên người đó mắc phải ương lụy, phải đối biện chậm sang vào trốn lằn. Muốn gì là người cái lúc sang tiền không gây được phước lành nào cả, thể theo nghiệp ác của họ đã gây tạm mà chịu lấy quả báo hàn thân đột nỡ này lại làm cho tội nghiệp người đó nặng nề thêm. Ví như có người từ xứ xa đến Tuyền Lương Thục Đại ba ngày trên bay mang vác đồ vật nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi thêm ít đồ vật nữa, vì thế làm cho người đó lại càng thêm khốn đốn nặng nề thêm. Bạn Đức Thế Tôn con xem xét chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù để ở trong nơi giáo pháp của Phật, nếu có lại làm việc phép lòng chừng giọt nước, mảy bụi, hột cát, sợi lông, hơi tất cả những chúng sanh đó đều tự mình được có lợi ích cả. Chữ nhận thể biện thưa hỏi, khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời được đó xong, cho pháp có một vị ông chỉ dạy tên là Đại Biện. Ông chỉ dạy này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân chứng dạy để cứu độ chúng sanh, trong 10 phương cung kính chắp tay thưa với đại sĩ rằng: thưa đại sĩ, chúng sanh trong địa phủ đề sau khi mạng chung mà hàng thân quyến, kẻ lớn người nhỏ, vì người đã xuất sắc chưa đó mà tu tạo công đức làm nhiều việc phước lành cho đến thiết cho cúng thường thần, người đó có đặng giải pháp cùng đặng nhiều lợi ích sang, kiểu còn người mất đều được lợi này. Để tạm Bồ Tát đáp rằng: nay tôi nương ai thần của nay tôi vì tất cả chúng sanh ở đời sau nương ai thần của Đức Phật mà nói lưu về việc đó. Trong đời sau như có chúng sanh là sắp mạng chung mà nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của không biết chi Phật, hờ không luận là có tội cũng không tội đều được giải thoát cả. Như có chúng sanh là lúc sanh tử không làm lành mà làm ác sau khi mạng chung mà hàng thân cuốn có tu tập phước lành, làm tất cả điều về phán đạo thời trong 7 phần công đức, người chết nhờ đạo 1 phần và 6 phần còn lại thuộc về người thân cuốn hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cỡ trên đây nên những kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe được lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tu hành thời hưởng trọn phần công đức, không quỷ sự vô thường kia không hẹn mà đến thần hồn vô vận mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở các vi sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong trời cứ đi theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Như trong lúc mà chưa biết ra sao đó rồi đã nghìn một số cổ huống chi nữa là bị đạ và ác đạo, người chết đã trong 49 ngày luôn, trông ngóng là cũng nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 1000 năm không ngày được thoát khỏi, còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián thời bị đạ vào để địa ngục mãi đi 1000 kiếp không ra khỏi được. Sau khi những chúng sanh gây phản cũng tổn nghiệp như thế mạng chung, nếu là thân cuốn có làm chay cúng dường thờ trong lúc cắm sửa sư lồ cũng trong lúc đưa làm chứ có đem nước gạo lá rau đổ bãi ra nơi đó cùng những thứ chưa dân cúng cho Phật cùng tan thời chẳng được ăn trước, nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch gửi lưỡng thờ, người chết đó không được mảnh phước nào cả. Còn nếu như có thể giữ gìn tinh sạch đem dân cúng cho Phật cùng tan thời trong 7 phần công đức, người chết nhờ đạo 1 phần. Người Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: này ông trưởng giả, trong đời sau như có chúng sanh là sắp mạng chung mà hàng thân nhớ, trong đời sau như có như ở trong đời sau như có chúng sanh nào mà cha mẹ của hàng thân quyến là mạng chung mà có thể làm chay cúng dường trí tâm cầu quả như thế, rồi kể còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát nói rồi: này ở tại cung trời đa lợi có 100.000 muôn ước ngay giao tha của hàng ở cõi Diêm Phù để lập phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông chứng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Phẩm thứ 8. Các vua diêm la khen ngợi vua Diêm La cùng quỷ vương Văn Tập bấy giờ ở dãy núi Thước Vì có vô lượng vị đại quỷ, có vô lượng vị quỷ vương cùng với các vua Diêm La cùng đến cung trời Đa Lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị đại quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đại Ác Quỷ Vương, Đại Chánh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tá Ương Quỷ Vương, Phi Thăng Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Phụ Thạc Quỷ Vương, Đại Hú Quỷ Vương, Điểm Quang Quỷ Vương, Trụ Hà Quỷ Vương, Trụ Hòa Quỷ Vương, Trụ Phúc Quỷ Vương, Trụ Thực Quỷ Vương, Trụ Tài Quỷ Vương, Trụ Cầm Quỷ Vương, Trụ Xúc Quỷ Vương, Trụ Thạc Quỷ Vương, Trụ Tập Quỷ Vương, Trụ Hiểm Quỷ Vương, Trụ Mạng Quỷ Vương, Trụ Nghị Quỷ Vương, Trụ Sản Quỷ Vương, Ta Một Quỷ Vương, Tứ Một Quỷ Vương, Ngũ Một Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Sa Vương, Đại Kỳ Lợi Sa Vương, Anacha Vương, Đại Anacha Vương.
Các vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 vị tiểu quỷ vương ở trong cõi diêm phù đều được có phần chức trách, đều có phần chủ trì. Các vị quỷ vương cùng với vua Diêm La Nông Oai thắng của Đức Phật và ai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên cung trời đa lợi đến chỗ của Đức Phật. Vua Diêm La bạch Phật ấy giờ, vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, này chúng con đồng ai thần của Đức Phật và ai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên mới có thể đến được cung trời, nên mới có thể đến được pháp hội lớn được cung trời đa lợi này, và cũng là vì chúng con đặng phước làm vậy, cúi mong Đức Như. Nay chúng con có chút vì nghi ngờ, dám mà hỏi Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Như Lai từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo vua Diêm La là cho các ông hỏi ta sẽ bị ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng Đức Như Lai rồi ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cúng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đệ, trong 6 đường dùng 100.000 phương tiện để cứu độ chúng sanh, ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sức thần thông cũng như thể nghĩ bàn như thế, nhưng vì sao hàng chúng sanh bị thoát khỏi tội báo không bao lâu lại bị đả và ép đạo nữa? Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có những thần lực không thể nghĩ bàn như thế, tại sao chúng sanh không nương đề thường là để được giải thoát mãn mãn? Cúi mong Đức Thế Tôn dạy rõ việc báo cho và dạng sự nhân. Vì sao Đức Phật bảo vua Diêm La rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát đây ở trong 100.000 kiếp đã dùng phương đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho những chúng sanh đó sớm được giải thoát đường sanh tử, những chúng sanh có nghiệp báo cho đến bị đại vào đường ác lớn, ngay Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cũng có người chia lại, làm cho những chúng sanh đó nhớ biết việc đời trước, tại chúng sanh trong cõi diêm phù để tạm nghiệp sự các tội nặng, vì thế khi vừa xa khỏi rồi lại trở về lại và làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát, phải trải qua nhiều xuống kiếp cứu độ chúng nó. Ví như có người quên là người đi vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hùng xóa sư tử đắng độc bọ cạp. Người quên lạc đường đó, ở trong con đường hiểm đó từng giây sẽ bị hại, có một vị thị chi thức hiểu nhiều pháp phần lại có thể trừ cử sư độc hại đó, cho đến các quỷ dạ xoa cùng các loại ác độc gặp người quên lạc đường kia muốn đi thẳng vào đó, bèn vội bảo rằng: Ô hai này ông có duyên sự gì mà vào con đường hiểm lại, là ông có pháp phần lại gì có thể trừ cử sư độc hại đó cho? Người quên là đường kia nghe rõ lời hỏi đó mới biết đó là con đường hiểm, nam bèn liền lui trở ra muốn ra khỏi con đường hiểm nạn đó. Vị trí thúc nắm tay xìu sắt dẫn người lạc lối đó ra khỏi con đường hiểm nạn, đối với con đường tốt làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: Này người về đường, từ nay về sau chưa có đi vào con đường đó nữa, ai mà vào đó đã ắt khó ra khỏi đoạn lại bị còn bị tổn tán mẹ. Người quên là đường xong lập cẩn trọng lúc từ biệt vị thiện tri thức, lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kẻ quên người đi đường, kẻ cha kẻ gái nào, thờ ông nên nói cho người đó biết rằng con đường đó có rất nhiều sự kiện đại, ai mà vào đó ắt đó khó, ắt khó ra đều bị tổn tán mẹ, chớ để cho họ tự về chỗ chết. Vì thế ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, muốn cứu vớt chúng sanh cho dần cho chúng sanh lên cõi trời được lấy sự vui sướng. Như những chúng sanh biết rõ sự nghiệp đã trong con đường hướng khổ rồi, khi được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa, như người quên là đường kia được vị thiện tri thức cắt cho ra khỏi rồi chẳng còn trở vào lại nữa, gặp người khác lại bảo đừng đi vào đó, tự nói rằng mình là người quên đường đã đi lạc vào đó rồi nên được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Nếu như đi vào con đường đó thôi là có mê lầm, không biết đó là con đường mình đã sầm xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải bị mất mạng như chúng sanh ở đã được ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu thoát độ thoát cho sanh lên cõi trời rồi mà lại đại vào ác đạo nữa. Nếu người đó gây phải tội nghiệp quá nặng, thở ở mãi trong đường ác đạo không lúc nào ra khỏi được. Quỷ vương bày thiện nguyện, bấy giờ ác độc quỷ vương cung kính chắp tay và cúng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông phu lượng, hoặc có vị làm lỡ cho người, hoặc có vị làm tội hại đến người, mỗi mỗi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến chúng con đi ra giới ép nhiều, đàn ít đi xa thân sân nhà người, buồn nhà thành ấp xóm làng trại vườn. Như có kẻ trai kẻ gái nào tu được chút ít phước lành chừng bằng sợi lông mạch tóc, cho đến treo một lá phe, một bạo cái, chút hương chút hoa, cũng như tượng Phật hình tượng Bồ Tát, hoặc cũng như một bài kệ một câu kinh, hoặc cho đến tụng đọc tụng kinh rồi hàng quỷ vương chúng con kính lễ người đó như là mình lễ các thức Phật thủ quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các vị tiểu quỷ vương cùng những kẻ có chức trách thuộc về cuộc đất đai đó phải hỗ trợ giữ gìn, còn không cho bất kỳ việc sự cùng sự tai nạn thường lần nào đến chỗ thường lần nào bệnh tật hiểm nghèo bất kỳ thân lần cùng những sự không vội
thì đến chỗ người đó, huống chi là để vào một cánh cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Simla đều có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền các vị trời phạm vương trời đế thích hộ vệ các ông. Chủ mạng trần thưa: bấy giờ trong các hộ có một vị chủ mạng trần hiệu có một vị chủ mạng trần thưa và cúng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp viên của con là cai quản tuổi thọ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, khi sanh hay tử con xem đều biết đó, nếu theo nơi bổn nguyện của con thì có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng vì sơ hạn chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Khi sanh nở khi lê này là nực kiêng ác, lại người trong cõi Diêm Phù Đề như có người nào xuất sanh ông hoặc là cha hay là hai gái lúc mới sanh, chỉ nên làm việc phước là làm thêm lợi ích cho nhà cửa thời thổ địa, vui mừng không xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được an vui mà đều được nhiều lợi ích. Sau khi sắp hạ sanh rồi chưa có sẽ hạ sanh vật để cung cấp những vị tươi ngon cho người sẵn mẫu ăn, cũng đừng có hội nhóm quyến thuộc uống rượu ăn thịt đàn hát ca sen, đời sau cũng đừng ca sen đời sau, nếu làm những việc trên đó thôi làm cho đứa mẹ của đứa con chẳng được an ổn. Vì sao thế? Vì lúc sanh nở nguy hiểm, nó có vô số loài ma quái tinh mỹ múa ăn huyết ta, nhờ con sớm đã sai thần lên xá chặt thổ địa hộ vệ hai mẹ con đó, làm cho đều nặng an vui mà được nhiều lợi ích. Người đó thấy mình được an ổn thời nên làm nhiều việc phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, trái lại giết hại sanh vật hộ nhóm quyến thuộc vì điều này đã phạm lấy tội lỗi, ta phải chịu lấy quả báo mẹ con đều tổn. Lúc trên đền tu phước lại người, lúc vỡ như thì đều không lợi là người làm hay kệ dữ, lúc sắp mạnh chung đời con đều không muốn cho họ bị đại và ép đạo, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cổ phước làm giúp thêm ai lực cho con. Những chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đế lúc làm nàng đến lúc mạng chung còn có trăm nghìn ma quá quỷ thần hiện hóa hiện ra, cha mẹ hoặc người thân quyến dẫn dụ thần hồn người chết để lạc vào chúng ép đạo, huống gì là người kia lúc sanh tiền đã tạo sẵn tội ác. Và Đức Thế Tôn thôn những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đế lúc lâm chung thời thần thuốc hôn mê không tiện được lễ lành đưa giữ, cho đến mắt cùng tay đều không thấy nghe được gì hết. Sau khi những chúng sanh nắm mệnh chung thời hàn thần quyến đây làm sự cúng dường lớn hoặc tụ đọc tuôn kinh hoặc niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết đó đoạn giải thoát các thứ ma quỷ thần đều thải đều tiêu sạch cả. Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh nào lúc sắp mạng chung mà nghe đại danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kinh điển đại thừa, thời còn thờ người đó trừ năm tội lớn vô dáng cùng các tội sát hại các nghiệp báo nhỏ nhỏ đáng lẽ vị bị đại và ác đã thải đều thua sạch cả. Đức Phật căn dặn, bây giờ Đức Phật bảo vị chủ mạng quỷ vương rằng: ông vì có lòng từ lớn nên mới phát nguyện rộng lớn ở trong đường sanh tử cứu độ chúng sanh như thế. Thế trong đời sau này như có kẻ nam người nữ là lúc sắp mạng chung thờ ông chớ quên lẽ lời nguyện trên đó đều làm cho được an vui mà đều đặng giải thoát. Vị chủ mạng quỷ vương bảo cúng Đức Phật rằng: bảo Đức Thế Tôn chẳng được của con luôn cùng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề lúc sanh cúng lúc tử làm cho đều an vui đặng lợi ích lớn, chỉ mong chúng sanh lúc sanh cúng lúc tử tin vào lời con đã nói trên đó thời đều được an vui đặng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng, bấy giờ Đức Phật tạo ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: vị quỷ vương cai quản tuổi thọ của mọi người đây trong trăm nghìn đời đã làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh cùng lúc sanh cùng lúc tử, đó là vị Bồ Tát đại sĩ hiện thân đại quỷ chứ thiệt thờ không phải quỷ, quá 170 kiếp ông đó sẽ thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc Cõi Nước, tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của Đức Phật đó đế số kiếp không thể tính kể này. Địa tại những sự không thể của vị quỷ vương đó không thể nghĩ bàn, như thế hàng trời người cũng được vị ấy độ hết đến số không thể hạn lược, danh hiệu của chư Phật. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát đọc cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh ở trong đời sau mà vô bài sự lợi ích làm cho chúng sanh trong sanh tự được nhiều lợi ích lớn, cuốn mong Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật đạo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: cho phép ông nặng. Đức Phật đạo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn
cứu rỗi tất cả chúng sao mà dễ nói sự không thể nghĩ. Bèn bây giờ chính phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm là xong nguyện đó, ta dù có về nước đang cũng không còn lo nghĩ đến chúng sanh ở thời hiện tại cùng vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về vũ trụ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà ngược mà sanh lòng cung kính, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 40 kiếp, huống nữa là vệ đắp hình tượng cúng dường tàn hán, người này đã vô lượng vô biên phúc lợi. Lại hàng hài sau kiếp về vụ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vũ Thắng Như Lai, như có người nam người nữ đang nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy khi với Phật chừng gãy móng tay, người đó chọn hạ không còn hứa chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây tháng qua lỗ tai thần, người đó sẽ được 1.000 là sanh lên cõi trời đau, cõi 1.000 là sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm sinh nguyện. Lại bất khả thuyết vô số kiếp về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà đây mà phát tâm quy y với Phật chừng một niệm thờ người này, đã ngập vô lượng các Đức Phật sau đẳng học ví cho. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Cô Như Tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà chiêm ngưỡng quy y cũng nhiều hoặc lại thành tháng thờ người này ở nơi pháp hộ của 1.000 Đức Phật trong hình kiếp, thường là vị trời đại phệ thương vương được Phật tạo hoặc Phật thảo kiếm đạo vô thượng cho. Lại về của quá khứ lúc có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thì mãi không ở trốn ép đại phần lục sanh lên cõi trời cõi người hưởng sự vui thừa thắng vì diệu. Lại vô lượng vô số hàng hà sắp kiếp về của quá khứ có Đức Phật đây đời hiệu là Đa Bụng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thờ người này liền pháp họ chưa ấy được sang lên cõi trời hữu sự vui thừa thắng vi diệu. Là đời thủ quá khứ có Đức Phật đây đời hiệu là Vũ Thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây sang lòng cung kính không bao lâu người đó sẽ đạt quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thủ quá khứ có Đức Phật đây đời hiệu là Ca Sa Chàng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây liền siêu về tội nặng sanh tử trong 100 đại kiếp, huống nữa là về tội nạn sanh tử trong một trăm. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thờ gặp vô lượng các Đức Phật Phật nói đạo Bồ Đề cho, nếu đạo pháp màu cho đều đặng thằng đạo Bồ Đề. Lại về thủ quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Thành Tử Phật, Đức Tịnh Giang Vương Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thân Phật. Có bất khả thuyết các Đức Phật Thế Tôn như thế trong đời sau, tất cả chúng sanh ở đời hiện tại và vị lai, hoặc là trời hoặc là rồng, hoặc người nam hoặc người nữ, nếu chỉ niệm danh hiệu của một Đức Phật thôi là sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu, người đó lúc sanh cùng lúc tử đều đặng nhiều lợi lớn, đều đặng giải thoát nhiều lợi rất lớn. Trong đời sau như có chúng sanh nào sắp mạnh chung mà đặng nghe danh hiệu của mà người trong nhà vì nhận đến một người, vì người đó mà lớn tiếng được xưng niệm danh hiệu của một Đức Phật thời, người đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp đạo khác phải đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gián kia rồi, đó là người lấy phải chạy và ước kêu không ra khỏi đạo quả khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà niệm danh hiệu của Đức Phật nên tất cả những tội đó cũng lần lần tiêu sạch cả. Cũng nữa là người nào tự mình xưng danh hiệu chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ, bổn hạnh địa tạng thể nguyện động sâu gậy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngàn thiên tấn kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.